đang khi gái xinh, người đàn ông bị cướp áp sát, giật dây chuyền trên cổ. Đang ngồi quay lưng ra đường, người đàn ông bất ngờ bị hai tên cướp áp sát rồi giật sợi dây chuyền trên cổ. Ngày 16 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn cướp dây chuyền táo tợn khiến người xem vô cùng bức xúc. Trong clip, một người đàn ông đang ngồi dựa vào yên xe máy rồi quay lưng ra ngoài đường. Vài giây sau đó xuất hiện hai đối tượng đèo nhau trên một chiếc xe máy đi tới áp sát người đàn ông. Nhưng lúc nạn nhân không chú ý, tên ngồi sau đã đưa tay ra giật lấy sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông. Bị cướp bất ngờ, người này vội vàng đuổi theo hai tên cướp nhưng chúng đã nhanh chóng tăng ga tẩu thoát. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vài giây và đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi clip được đăng tải, người xem đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động táo tợn của hai tên cướp này. Một số ý kiến cũng cho rằng những người hay đeo trang sức ra đường nên đề cao tinh thần cảnh giác để tránh những trường hợp tương tự xảy ra.